Hello, xin chào anh chị em quay trở lại kênh video của em Hưng. Hôm nay bên em Hưng về được một loạt rất là nhiều cái dòng xe. Thì trong video này em Hưng giới thiệu với anh chị ba con xe trắng như ngọc trinh của anh chị. Ten ten ten. Đây, bên em Hưng hiện tại về được hai chiếc Santa Fe và một chiếc Vesta, tất cả đều là màu trắng hết. Và giá tầm từ 400 tới là hơn 1,2 tỷ. Em Hưng sẽ đi quay chi tiết từng con xe của anh chị nhé. Ok, rồi, thì trước mặt anh chị là một con xe Mazda, Mazda 3 sản xuất 2017 nha. Phiên bản này là nó làm vẫn là Fantaker nha anh chị. Và cái con xe này giá trị của nó chỉ bằng một nửa của chiếc bên trái và 1/3 của chiếc bên phải thôi anh chị. Thì em Hưng sẽ đi vào chi tiết từng xe nha. Đầu tiên mình sẽ đi vào cái em thấp nhất đi. Đấy, cái em này rất là gần gũi nha, gần gũi. Vì anh chị cũng quan tâm. Đấy, giá hiện tại thì cũng khá là mềm, phù hợp với tầm số đông tài chính của anh chị em chúng ta ha. Đấy, đây chiếc Mazda 3 sedan sản xuất 2017, xe màu trắng biển Đồng Nai, và chiếc xe này mới chạy được có 7 vạn km của anh chị, 7 vạn km nha. Thì xe này bên em cũng vừa tút tát xong ha, thì chạy trước là có của anh chị. Nhưng mà nói chung là chiếc xe rất là đẹp nha. Em đang hơn đang quay giữa lúc 11 giờ trưa của anh chị. Đấy, cho chi tiết lên rất là đẹp nha. Màu sắc xe này, đấy là lên rõ nét nhất. Màu trắng sợ nhất là nó lệch màu của anh chị nha, nhưng mà xe này nó khá là đều màu. Đấy, mình cứ đi sơ bộ quanh xe chúng ta, đi sơ bộ quanh xe nha. Đấy, cái giá xe của con xe này hiện tại rất là mềm anh chị ạ. Thời điểm này á, là anh chị nào mà đang có nhu cầu tìm kiếm mua xe á, rất là tốt nha, bởi vì giá hiện tại á, là rất là mềm. Đấy, cái con này hiện tại nếu mà anh chị mua cách đây khoảng 2-3 tháng thì nó sẽ rơi vào khoảng gần 500 nha. Mà hiện tại chiếc xe này bên em Hưng đang chào bán với giá chỉ có là 455 triệu thôi quý anh chị. 455 triệu nha. Đời 2017 sedan màu trắng rất là đẹp luôn. Dĩ nhiên, xe bên em Hưng là cam kết cho quý anh chị về cứng đụng ngập nước nha. Còn tút tát chắc chắn là phải có rồi. Nhưng mà cam kết cho quý anh chị cứng đụng ngập nước, máy móc nguyên zin nha. Đấy rồi, đây. Đèn đuốc quý anh chị. Nha, đèn nguyên zin. Đấy, rất là đẹp luôn. Ba đời sống khá liền lạc nè. Đèn là đèn bi nha quý anh chị, đèn bi. La răng là được chủ xe sơn đen rất là đẹp nha, vỏ Bridgestone. Và vỏ Bridgestone luôn. Đấy. Rồi. Đây nè quý anh chị, táp bi táp lô rất là mới nha. Ghế này da zin theo xe nha anh chị. Da zin theo xe nha. Đấy, em Hưng quay chi tiết nội thất cho mình cùng xem nha. Vô lăng này, đấy. Vô lăng bọc da ba chấu ha, có nút điều khiển nghe thoại rảnh tay này, đấy, rồi có iStop, cường số này, đấy. Nói chung là nội thất này là zin quý anh chị nha, zin. Bên em đã xử lý nói chung là dưỡng da đồ nó mới lên quý anh chị, còn sử dụng lâu ngày nó cũng hơi bạc hơi cũ xíu ha, nhưng mà nó zin quý anh chị, zin theo xe nha, chứ không phải là mình bọc lại nha, chỉ là xử lý cho nó mới lên thôi, đấy, rồi. Rồi, hàng ghế sau của anh chị rất là mới ha. Nói chung xe cơ bản là rất là đẹp. Rồi, còn về tút tát thì anh chị mua xe qua sử dụng, bên em Hưng đã tút tát cho anh chị rồi, thì mình không cần phải mình mua về mình chỉ đi thôi. Và xe bên em Hưng cam kết cho anh chị về cứng độ ngập nước nha, nên anh chị cứ yên tâm về chất lượng xe. Đấy, có cam kết cho hợp đồng mua bán luôn. Rồi, ok, 455 triệu nha. Vẫn có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng nha anh chị. Vẫn hỗ trợ trả góp qua ngân hàng luôn. Anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ Hưng. Tiếp theo là một chiếc xe Hyundai Santa Fe nữa anh chị. Chiếc này là Hyundai Santa Fe sản xuất 2021 nha, mẫu mới, phiên bản là máy xăng đặc biệt nha anh chị. Máy xăng đặc biệt là bản giữa nha. Thì nó cũng là trang bị gần như là y chang bản premium luôn. Là option ngoài y chang của anh chị nha, y chang không khác gì cả, camera rồi lùi rồi đầy đủ hết. Con này nó không có camera 360 của anh chị nha, bản đặc biệt không có camera 360. Đấy. Nội ngoại thất thì nó y chang khác gì nha, em Hưng đang quay cho quý vị xem. Thì xe này vừa về quý vị, xe này vừa về nha, có những chỗ xước sát thì bên em Hưng sẽ xử lý này. Đấy, nó còn chày chùa nè, đó mình làm bảo hiểm nha. Đấy, bên em Hưng sẽ giao cho anh chị biết xe rất là đẹp, hoàn toàn mới luôn. Đấy, rồi ít nhất là phải được 98% nha anh chị. Quan trọng là cái chiếc xe em Hưng đang quay cho xem mộc quý anh chị nha. Mình thích thì mình đến xem trực tiếp, thì khoảng vài ngày nữa em Hưng sẽ xử lý xong cái xe này. Sẽ dọn lại giao anh chị một xe là gần như là 98% so với xe mới nha. Đấy. Xe thì vẫn được trang bị nội thất là hai màu của anh chị ha, không khác gì bản cao cấp hết. Vàng cường số cũng là nút bấm nha. Đấy, rất là nhìn rất là hầm hố này. Đấy, và nhìn nó sang trọng nha.
xe ô tô được 26.000 km nha anh chị. Con này thì bản đặc biệt, thành ra là nó sẽ không hút kính nha. Rồi, cũng có cửa sổ trời đầy đủ hết và vẫn dẫn động là hai cầu. Đấy, con này thì giá hiện tại rất là mềm quá anh chị, giá rất là mềm nha. Hiện tại là chủ đầu tiên mà mua con xe này hiện tại là các thay lỗ, như anh chị biết đó, lỗ nhất là phải là 500 triệu anh chị. Con này hiện tại bên em đang chào bán với giá là chỉ có 1 tỷ 055 triệu quý vị, 1 tỷ 055 triệu nha, giá rất là mềm luôn. Đấy, rồi anh chị nào quan tâm dòng xe này cứ liên hệ em Hưng, đến xem trực tiếp, em Hưng sẽ hỗ trợ tư vấn về xe, về ngân hàng cho anh chị nha. Ok, rồi để quay lại chi tiết nội thất cho anh chị cùng xem nha. Thì khi là đây, sườn sùi gia cốc này, vô lăng này, đấy, cúp bóng này quý anh chị, ghế này, ghế tài này, đấy, ghế tài này, rất là mới luôn. Xe chạy hai mấy ngàn km thôi. Vỏ sơ cua rồi cũng chưa qua sử dụng nha anh chị, đã lên lót sàn 5D rồi. Rồi ok, 1 tỷ 055 triệu nha anh chị. Mình chỉ cần đưa trước số tiền cho tầm khoảng là 400 triệu là có thể nhận xe nha. Tiếp theo là chiếc Hyundai Santa Fe quý anh chị. Con này là phiên bản cao cấp nhất máy dầu nha. Phiên bản cao cấp nhất máy dầu, sản xuất đời 2022 nha anh chị. Màu trắng luôn và xe này chạy mới có 16.000 km thôi, rất là mới. Đấy, cực kỳ mới luôn. Xe này bên em Hưng đã spa đánh bóng toàn bộ xe, dọn gầm dọn mái hết rồi. Đấy, giao anh chị nhiều hiện tại xe như xe mới vậy không gì. Đấy, con này thì bản full thì sẽ có là trang bị là thêm là gói an toàn chủ động này, hỗ trợ giữ làn, camera 360, hút kính này quý anh chị. Đấy, hút kính này, đó. Em Hưng đi vòng quý vị xem về cái chất xe nha. Xe này thì nó như xe mới vậy anh chị, không khác cái gì cả. Đời 2022 chạy 16.000 nha. Thời điểm chủ xe lăn bánh là 1 tỷ 6 mấy của anh chị. Hiện tại cái xe này bên em Hưng đang chào bán chỉ hơn 1 tỷ 2 chút xíu thôi nha. Hơn 1 tỷ 2 chút xíu thôi nha. Đấy, xe lướt mới đi có 1 năm mà quý anh chị, mười mấy ngàn cây số thôi. Chủ xe lỗ 400 mấy triệu. Đấy. Bây giờ là anh chị nào đang quan tâm dòng xe Hyundai Santa Fe máy dầu cao cấp, liên hệ hơn nha. Đấy, thì trong thời điểm này chúng ta sở hữu những xe lướt này rất là tiết kiệm quý chị, sau này mình đổi xe nó cũng đỡ lỗ hơn nha. Thì anh chị nào mà thích bóp tem thì mình thấy vào hãng mua xe mới, còn anh chị nào mà nếu mà đã từng đi dòng cái dòng xe nhiều dòng xe á, biết là mình đổi xe thì nó rất là lỗ, nó khá là nhiều. Thành ra là mình cứ mua xe lướt thì mình tiết kiệm được cái phần tiền chi phí lăn bánh mới và cái khấu hao đời xe quý anh chị. Mình trải nghiệm một thời gian mình đổi xe lỗ ít nha. Đấy, vẫn trang bị đầy đủ ha. Phiên bản cao cấp thì có thêm camera 360 độ, gói an toàn chủ động, cảnh báo lịch làn, cảnh báo giữ làn ha, cảnh báo điểm mù đủ hết. Đây, cực kỳ đẹp anh chị. Xe này chạy 16.000 km thôi nha. Vô lăng nè, đấy, tapi nè. Xe này bên em đã spa xong rồi nha quý anh chị, thành ra là nó rất là sạch sẽ và mới, nhìn rất là đã luôn. Vỏ sơ cua là cũng chưa qua sử dụng nha anh chị em. Rồi, chiếc xe này bên em Hưng đang chào bán giá là 1 tỷ 235 triệu nha. 1 tỷ 235 triệu và có hỗ trợ trả góp ở ngân hàng. Và chiếc xe này anh chị đưa trước cho tầm khoảng là 450 triệu thôi là anh chị có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Ok, anh chị nào quan tâm cần tư vấn về xe, về ngân hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với em Hưng số điện thoại bên dưới nha. Và nếu có ý kiến gì xin để lại bình luận bên dưới, em Hưng cũng sẽ hỗ trợ tư vấn và trả lời cho anh chị luôn. Và nhớ đừng quên cho em một lượt like và một lượt theo dõi để cập nhật những mẫu xe mới về em Hưng nha. Ok, xin cảm ơn và hẹn lại với anh chị những video khác nha.